Cuộc sống mỗi người luôn có những khoảnh khắc đáng nhớ. Đó có thể là những bữa tiệc sinh nhật đầy vui vẻ cùng gia đình và bạn bè. Đó có thể là nếu chuyến du lịch lên rừng và xuống biển đầy đáng nhớ. Và cũng có thể là một khoảnh khắc quan trọng cuộc đời, lễ thành hôn. Thật tuyệt vời khi có một thứ có thể ghi lại những giây phút kỳ diệu đó ở chiếc máy quay. Trong thời đại của smartphone, việc này trở nên đơn giản và dễ dàng hơn bao giờ hết. Có một sự thật là nếu bạn đưa những clip đó vào trong một chương trình biên tập video thì giá trị của những thứ phim đó sẽ tăng gấp 10 lần, bởi vì bạn có thể chèn thêm hình ảnh, chèn thêm text, những tiêu đề và chèn thêm những hiệu ứng thì vô cùng sống động. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách sử dụng phần mềm iMovie, một phần mềm vô cùng nổi tiếng trên hệ điều hành Mac. À quên, đây không phải một tập mà là một series. Chúng ta sẽ bắt đầu với phần mềm iMovie. Đầu tiên bảo phải khởi động nó đã. Bạn vào Notepad và bấm chọn iMovie ở đây. Biểu tượng iMovie đã xuất hiện trên khanh dock của hệ điều hành. Đây, giao diện của iMovie đã xuất hiện. Một giao diện hết sức là đơn giản. Đây các bạn có thấy có 3 khu không gian chính của phần mềm iMovie: khu vực Project Library, khu vực Event Library và khu vực chiếu phim. Có một chi tiết rất là hay, đó là khu vực Project Library và khu vực Event Library có thể đổi chỗ cho nhau. Để được làm như vậy, bạn có thể bấm vào nút này. Đấy, các bạn có thấy. Nếu bạn thích làm việc ở buổi chiều nào thì bạn tùy chọn. Đấy, rất dễ dàng phải không? Và một khu vực nữa bạn rất là quan trọng, đó là khu vực này, cái thanh này. iMovie file edit clip view text set without help. Đây khu vực bạn sẽ sử dụng rất nhiều khi biên tập video trên phần mềm iMovie. Với khu vực Logic Library, đây là nơi bạn sẽ trực tiếp biên tập, chèn hình ảnh, chèn âm thanh, chèn tiêu đề và chèn các hiệu ứng, chỉnh sửa hơi ứng ở trên để tạo ra một cái clip mà bạn mong muốn. Để thuận tiện cho bạn theo dõi thì bạn có thể phóng to cho nhỏ như này. Đây khu vực Event Library. Bạn có thể thu nhỏ lại các clip ở trong khu vực này để có thể theo dõi. Event Library là phần chứa các clip bạn nhập từ các nguồn từ ổ cứng hoặc các sự kiện trong cuộc sống của bạn được thu qua máy quay hoặc qua máy ảnh hoặc qua điện thoại. Nó sẽ tập hợp ở đây. Đây là khu vực công cụ. Cái này liên quan đến phần ghi âm, phần cắt, thu nhỏ màn hình phim, hoặc là phần liên quan đến việc xoay chiều của clip. Nếu bạn clip của bạn bị đảo chiều thì bạn có thể dùng tính năng này để đổi chiều clip. Phần này liên quan đến inspector. Khu vực này sẽ liên quan đến việc chỉnh sửa clip video audio. Ở đây là phần chèn âm thanh, chèn ảnh, chèn tiêu đề, chèn các hiệu ứng chuyển tiếp. Phần background. Đây là một giao diện rất đơn giản, trực quan. Một dự án ở trên này có thể lấy nhiều video từ các sự kiện khác nhau. Bạn lấy video từ các nguồn sự kiện như này, để các sự kiện thì
cái dự án, mỗi dự án thì bạn có thể lấy video từ các sự kiện khác nhau. Và một sự kiện này có thể tạo ra nhiều dự án khác nhau. Để biên tập video, chúng ta phải nhập video vào một sự kiện. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn bạn cách tạo một sự kiện và import, nhập một clip bạn quay được vào sự kiện đó. Đầu tiên bạn vào phần file, tạo phần new event, tức là sự kiện mới. Chẳng hạn bạn muốn tạo sự kiện liên quan đến luyện tập, các thủ bóng đá luyện tập. Sau đó bạn bấm chuyển phải, chọn import movie vào sự kiện này. Quá trình này mất một số thời gian, phải đợi. Ok, chúng ta đã import thành công vào trong phần mềm iMovie. Đây, các bạn thấy sự kiện mình có tạo là các thủ bóng đá luyện tập. Ở đây, video đã được vào phần event các thủ bóng luyện tập. Từ cái event này, từ clip event này, bạn có thể tạo ra rất nhiều dự án. Chẳng hạn như là Messi và Neymar luyện tập như thế nào trong câu lạc bộ Barcelona, vân vân, rất là hay, đúng không? Đấy. Đây phần Project Library, nơi chứa các dự án của bạn. Mỗi dự án tương đối một clip mà bạn sẽ tạo ra. Để tạo một dự án mới, bạn bấm một file, bấm New Project. Đây là các phần thêm của dự án Movie Trailer. Cái này sẽ có dịp mình sẽ dẫn chi tiết phần Movie Trailer này, rất là hay. Và các thêm của bạn thêm cũng bao gồm các loại rất hay như là photo album, YouTube bot, comic book, scrapbook, film strips, news, sports. Thì mình chọn đâu thêm của dự án là Messi và Neymar. Đưa về trong bắc xa, đưa về tại bắc xa, bắc rich. Đó, bạn chọn cái phim này. Sẽ kéo thả vào đây, khi nào nó xuất hiện màu xanh để thả ra. Như vậy chúng ta đã chuyển thành công một file clip từ sự kiện các thủ bóng luyện tập vào phần Project Messi và Neymar vui vẻ tại Barca. Clip này bạn có thể chia nhỏ các clip thành các clip con, chèn âm thanh, chèn audio. Vậy hôm nay mình đã hướng dẫn bạn một vài điều cơ bản của phần mềm iMovie.